Thưa quý vị và các bạn, tại các tỉnh miền núi phía Bắc, nước lũ đã rút, song bùn đất và rác thải vẫn còn ngổn ngang trên khắp các khu phố, tuyến đường, công sở, nhà dân. Thấu hiểu được những khó khăn đó, nhiều tình nguyện viên từ huyện vùng cao Mù Cang Chải đã vượt quãng đường hơn 200 km về thành phố Yên Bái để giúp người dân tại nơi đây khắc phục hậu quả thiên tai. Cuốc, xẻng và các vật dụng thu gom bùn rác. Vài ngày nay, 30 tình nguyện viên Mù Cang Chải đã nỗ lực chung tay cùng người dân thành phố Yên Bái dọn dẹp vệ sinh cảnh quan khuôn viên trường học trên các tuyến đường như Trần Hưng Đạo, Hoàng Hoa Thám, Đoàn Thị Điểm, Thanh Niên. Thì anh em cũng gọi là góp được một chút công sức nhỏ bé, dù là không được lớn lao nhưng mà mong là bà con cũng sẽ đỡ hơn, vất vả hơn là so với anh em ở trên đó. Thì anh em trên đó thì cũng không bị ảnh hưởng nhiều như ở dưới này. Mình nghĩ là cái khi mà trên mình mà có gần những cái sự cố và những cái thiên tai thì mọi người miền xuôi lên có rất là nhiều, thì bây giờ mình cảm thấy là khi mà đến lượt những người thành phố thì bọn mình cũng phải chung tay, và mình nghĩ là đây là một cái trách nhiệm và một cái nhiệm vụ mình phải làm. Tinh thần anh em là rất là vui vẻ và làm hết mình và là hết trách nhiệm. Tổ dân phố Hồng Thái là một trong những nơi bị ngập sâu, có nơi tới gần 3 mét, lượng bùn đất rác thải là rất lớn. Với sự giúp sức của các lực lượng công an, quân đội cùng các tình nguyện viên huyện Mù Cang Chải, chỉ trong thời gian ngắn, tuyến đường này đã thông thoáng trở lại. Các anh ấy làm rất là trách nhiệm cho đến thời điểm này, thì mặc dù là rất mệt nhưng mà các anh ấy vẫn đang làm giúp trợ giúp cho bà con ở đây. Thay mặt là nhân dân tổ dân phố Hồng Thái và bà con ở đây là rất là cảm ơn cái đoàn cứu trợ của Mù Cang Chải đến giúp đỡ để cho nó bớt khó khăn đi. Không chỉ có tổ dân phố Hồng Thái mà nhiều tuyến đường, tổ dân phố trên địa bàn thành phố Yên Bái đã được các lực lượng, trong đó có các tình nguyện viên huyện Mù Cang Chải tới chung sức khắc phục ảnh hưởng của mưa lũ. Sự sẻ chia, giúp đỡ, ấm áp tình quân dân và đậm nghĩa tình của những người dân huyện Mù Cang Chải là niềm động viên lớn lao để người dân Yên Bái sớm vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống.